chương trình các bạn thân mến, như vậy đoạn nhạc của chúng ta đã kết thúc. Xin mời các bạn hãy quay trở lại phía trên để tất cả anh chị và các bạn sẽ được cùng nhìn xem. Xin mời âm nhạc hãy dừng lại trong những phút. Các chương trình các bạn thân mến, như vậy là chúng tôi đã phổ biến thể hiện cuộc chơi trong ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời toàn thể anh em hãy trật tự và cùng chấm điểm cho các cô gái. Tôi sẽ lấy đây là bạn gái số 1, bạn gái số 2 và bạn gái số 3. Bạn nào được hô to nhất, khán giả vỗ tay máu nhất, bạn gái đó sẽ được giải nhất. Và bây giờ, ai định chọn cho cô gái số 1? Lâu quá. Ai định chọn cho cô gái số 2? Ôi. Ai định chọn cho cô gái số 3? Và quay đến chính các bạn thân mến, một tràng vỗ tay lớn cho cô gái số 2. Thường đối với đại diện của nhà hàng, bạn gái ở giữa được giải đứng lên đây. Cô gái có không? Vâng, bạn gái các chị có bạn thân mến, như vậy là đại diện của nhà hàng chúng tôi sẽ lên trao tặng cho bạn gái ở đây với một chiếc thẻ 50 quả bóng cười và chúc bạn sẽ cùng anh em ở trên này, đúng không? Chúc anh em hôm nay hút toàn mỏ, hút tài ca tại Starbucks. Ngay bây giờ âm nhạc hãy cùng lên đây.